Đó thì mình tăng chào mọi người ha. Bữa nay mình tới đây thăm anh của Hiền ha mọi người. Anh của Hiền. Bữa nhớ không? Gặp ở trong kia nhớ không? Chỗ gặp 5 phút á. Này mình bán hết rồi đó hả? Dạ em còn em gửi chợ anh. Gửi, em gắn cái này vô. Em bán bữa nay á, em mấy người quen ủng hộ với số á. Ủa, bán với số luôn hả? Dạ, em nghỉ vài bữa em đi khám bệnh á. Bị bệnh gì nữa? Em bị mệt đó, bị hạ canxi, hạ cái một không à. Bữa hổm thằng bạn nó ấy đưa vô trạm xá nè. Nó mệt nó hạ mà sủi mình uống lần 3 viên không kịp á. Anh bị bệnh đó hả? Dạ đúng. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 39 rồi. 39 ha. Anh tên gì? Em tên Hoàng Anh. Hoàng Anh ha. Dạ. Này chạy xe này đi đi ha. Dạ em chạy xe này. Thì sáng giờ anh đi bán hành tỏi hả? Dạ em bán hành tỏi chợ. Anh bán nãy giờ anh đi đâu ở nông trường hả? Dạ em muốn đi chợ tỏi theo bán rồi mấy người mua số ủng hộ á. Ngày bán được mình, nhiêu? Dạ 200 anh. 200 là giấy số rồi luôn hả? Dạ. Vừa bán số vừa bán tỏi. Dạ. Giỏi gì vậy? Bán gì tiền sao xài hết? Rồi anh được mấy đứa con? Nhỏ với thuốc men anh ơi. Anh được mấy đứa con? Em hai đứa con. Hai đứa con ha. Dạ. Còn chị này là vợ anh ha? Dạ vợ em. Vô em bán vậy chứ một hai tuần lễ em chịu mấy tiền thuốc không à? Tức là mình dạ, bán em... có tiền nhưng mà con cái thuốc nó dạ, ăn hết rồi ha. Dạ thuốc cái dừng sữa cho con nhầm khi không đủ đồ ăn về mẹ bà lo cho ăn không à? Cái này là mẹ vợ ha. Dạ mẹ vợ. Mẹ vợ. Dạ, dạ cũng như nói bên nhà vợ. Mẹ em cho em mấy nợ đó mấy năm mà em bệnh hoài không có tiền cắt được. Vậy là cái nhà này nhà của bà... Nhà bà vợ. Ấy là nhà của mẹ vợ, còn cái nhà bên đó nhà của mình ghế. Ghế. Rồi ông thấy gì ông sửa sang cho mẹ, thấy mưa quá đó. Ông sửa sang cho mẹ ở rồi ông sửa bên bển luôn rồi ông thấy gì ông cắt cái phòng của phòng cho hai chồng về ở cái phòng. Chứ lúc trước em dột quá em ở dưới đó, lúc ở dưới đó đó, rồi mưa quá. Dạ. Rồi chỉ đâu có đi làm gì được hả? Dạ không anh. Với nhà cơm nước này thì gì ca nữa? Con anh đó hả? Dạ con em. Chị bị cái chân đó là từ hồi lúc nhỏ vậy luôn ha vậy chị? Chị bị cấp 5 tuổi. Bị sốt bị liệt phải không? Bị sốt bị liệt. Đúng rồi liệt. Nó còn nhỏ lý đứng được tới 5 tuổi bị sốt bị liệt cái liệt. Mà thôi là mẹ đưa đi lên lên phố kẹp không thôi là nó mình đi tiểu thì nó không biết thôi. Là mình chặn được. Rồi anh Hoàng Anh trong mình bị bệnh gì? Em bị hạ canxi đường huyết mà lúc trước gì bác sĩ cho thuốc uống á, mình đi khám tổng quát bên bệnh viện á. Sao mình bị hạ canxi đường huyết với viêm phổi. Mà đưa cho thuốc ra, lãnh cho thuốc mà 2 tuần lễ là 1 triệu tư mấy chục ngàn á. Mà bị, uống hoài uống quá. Bị lâu chưa? Dạ em bị 1 năm mấy gần 2 năm nay. Năm mấy 2 năm ha. Dạ. Dạ nghe rồi mẹ. Chích 1 triệu mẹ mấy chị, chị Lê có gì gửi cho ảnh. Cho anh mua hút mèn anh uống. Bên này mình có miếng đất mà mình không có cái nhà ha. Chứ không mẹ cho lâu rồi mà dạ. Chưa khoảng bằng hai thân bên hai ly rồi. Ở đậu đi mẹ. Ở tháng này mình mới cắt. Mình đi chi nhận cái thuốc này đi ban không đủ thời đi nhỏ. Chị hằng ngày ở nhà giữ con ha, rồi ảnh chào chồng đi bán ha. Đợt của hổm thì em cũng làm móng mà nghỉ làm rồi, nước bị viêm son á. Có nghề làm móng rồi hả? Có em nghề làm móng. Làm móng lại nhà mình ha. Đúng rồi, làm người ta bây giờ bị viêm son nặng á. Thấy thấy bệnh quá, bữa hổm rồi hai bữa nay không có bán số nữa. Tại vì đang đi bán trong trường á, hạ em uống canxi sành đó vậy, lượt ba ống mà không thấm luôn. Rồi thằng bạn nó thấy em vậy á, chở em ra chăm sóc nè. Vô chơi ướt biển này chích cho hai ống canxi nữa. Bữa nay em tới đây rồi, em... Nó hạ xuống nó y gan như là trong mình nó lạnh ra lạnh rồi gum gum y gan rồi cá mà mình bị đập đầu vậy đó. Có bị xỉn không? Không. Không hả? Rồi hai chồng có cái nền này mà chưa có tiền để mà xây được cái căn nhà ha. Dạ. Lâu lắm rồi không có xây được. Nhà của em chắc được em là người tỉnh táo nhất hả? Dạ. Còn, lúc, hai con của bé Hiền có thường vô đây không? Dạ ít lắm, lúc trước giờ có vô mà bây giờ ít vô. Rồi cái ông già kia không có vô? Dạ không. Không hả? Dạ. Không có vô nhà em. Có bé vô. Lúc mà mới lấy ngồi
con anh á là mấy đứa có lọ xuống em hoài à. Cái nó lọ xuống tự trả, nó lọ xuống 400 số, em không cho nó số. Em nói á là có gì gì xin đồ anh hay là kêu gì tám cho thì chị trả lại luôn. Giúp chiều á chị. Lọ đi xin tiền á. Dạ, giờ lọ xuống đây xin tiền á. Chị em sợ. Không phải là còn còn một người mà ở cho một người con trai nó ở trong ruộng gì nữa không? Dạ trong ruộng. Ở trong làm cho bên bên bà con bên vợ á, bà con bên ông cậu vợ á. Sao? Dạ sao đây không có ở lại đây ngoài khu công trường khu một á, gần còn chút xíu ra tới đầu lộ Bằng Tăng này. Vậy ha. Bữa nào anh Hoàng Anh dẫn mấy anh em vô ha. Dạ bữa nào khỏe mới dẫn được em gì. Tại em mới sáng em mới bạn á, bữa hổm mấy người kia cho em được mấy triệu á. Mấy người kia mới cho em được mấy triệu á. Em gửi em trả nó hai lần được 3 triệu rồi. Rồi sáng em mới hỏi nó lại em mượn lại với số tiền á, mời em đi Cần Thơ em nằm viện theo dõi vài bữa. Tốn nhiều không? Nhiều tiền không? Em bị hạ canxi mà sao mà hạ cái một á hạ mình kìm không được không á chị. Nhiều tiền không? Bao nhiêu tiền không? Biết bao nhiêu tiền không? Em cũng không biết, ước có gì bác sĩ dầm dầm tới vô chai canxi gì, chai 7 triệu chai em. À, nghe vô 3 chai trong mấy năm mà mới vô nữa. Mà mình chưa có biết. Đi khám kết quả. Trời ước của em có khám giấy tờ em còn xe. Thì mà ưa tiền to thuốc không uống không hết. Thì bữa nay em tới đây em cũng lần đầu tiên biết anh ha. Dạ. Anh của Hiền với là anh vợ chồng của anh Hiền cục tay á. Dạ. Hôm nay tới thăm anh thì em trích 1 triệu của chị Chi Lê gửi cho anh 1 triệu để anh coi anh mua thuốc đồ anh uống ha. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Chị Chi Lê á. Dạ em cũng cảm ơn chị Lê nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn chị giúp đỡ vợ chồng em nhiều lắm. Dạ. Với lại em muốn nói gì với tỷ mấy người hảo tâm với chị đồ á, muốn cho tiền em á. Dạ. Thì xin mấy chị có cho con bé ứng cho hai chồng ống cho hai con nhỏ em không biết xài tiền. Ổng có tiền nhiều ổng đi sáng đêm ổng không về, ổng nhậu vô ổng quậy ta không à. Nhậu dữ lắm ha. Dạ ổng nhậu vô ổng có tiền vô ổng đi nhầm 2-3 ngày không về ổng bỏ nhỏ kêu á. Dạ. Thì nãy cũng mới nghe ông già ông nói nè, ông tính đuổi đi đó nha. Rồi ổng nhậu vô quậy rồi quá. Cái không phải là tới búa hay không ấy búa ai rượt ổng. Ổng nhậu vô cái ba cái chuối ta phơi có bánh á. Dục à. Cái ổng đem dục ổng đạp banh chành nó ta hết rồi ta xỉn nó tức mấy cái lại rượt ổng chứ đâu có ai không đâu mà rượt. Thì ổng mới nói à không ta rượt ổng rồi đầu quýnh ổng không có ổng có bậy. Ổng mới vô quan người ta. Hai cũng hạnh phúc ha. Em có được người vợ rất là dễ thương đẹp lắm. Dạ. Đêm hôm mới quậy âm sùm trong á. Đẹp lắm chứ bộ. Đẹp chứ. Đẹp chứ. Hai người con mà. Mình dầm kỹ ra dầm chi vậy? Dầm kỹ à. Hai khuôn mặt là bởi vì tao nói thường là nồi nào ốc gì mấy đó. Là hà giống từ xuống mũi cho miệng hình nhau luôn, đúng không? Nhiều quá cũng buồn lắm. Tại vì bệnh hoài á mình không có cắt nhà cửa, không bằng gì ra tiền á như sao rồi cắt nhà cho con á. Ở mình không phải nói bệnh gì hoài nhầm hay em mới bán số không phải nói. Nhầm hay xỉu giữa chừng á có người lừa đi mấy lần cũng vậy. Mà mình không biết mình không biết mình chết lúc nào mà mình con cái mình chưa lo cái gì mình. Hai đứa con này không nghĩ gì vậy. Dạ. Niệm Phật nhiều vào. Niệm Phật cho nhiều vào xong rồi. Em nhầm hay đi bán á có dư chút đỉnh em muốn mua cá em thả xong hoài. À muốn xanh hả? Dạ. Ừ đấy thấy không? Còn liên quan đến đây em cũng có chích con cái mà phần tiền của anh Tấn chị Nga bên Mỹ đó. Dạ. Để tặng cho anh Hoàng Anh ha. Anh của đâu vợ chồng U60 và U30 ha. Dạ. Gửi anh 500 nha. Dạ em cảm ơn anh Tấn với chị Nga nhiều lắm. Cảm ơn nha mấy chị giúp đỡ gia đình em. Thì đây Tiến cũng sẵn đây Tiến chích ra 500 ngàn số tiền của Ô À. Hai em gái Ô À ở bên Mỹ á. Dạ em cũng cảm ơn chị Ô À luôn. Tiến cũng cảm ơn hai em Ô À anh Mỹ nha. Đã chích ra 500 ngàn để cho đi có tiền đi trị bệnh. Giỏi. Em mới mượn bạn nó hứa cho lại mượn 3 triệu tại đặt rồi em mượn ở vòng vòng 10 triệu. Ở bữa hổm mấy chị kia cho người cho 2 triệu mấy, người cho 1 triệu mấy á. Em nhín ra em trả cho 2 lần được 3 triệu rồi. Bây giờ mới mượn lại cũng thiếu vậy ghê. Cái này mình ván hành tỏi này mình lấy ở đâu? Dạ em lấy ngoài Long Xuyên á. Chạy đi tới Long Xuyên lấy hai sao? Hai giao. Người ta giao về cho mình ở xe nó giao về đó. Cũng như người ta chở xuống nhiều cái thằng hồi sáng nay cũng ghé vô trống á mà hai chồng đi mất tiêu rồi. Ông già nói quậy rồi đêm hôm 12 giờ phi á.
nếu có giúp đỡ mấy mình quân có giúp đỡ cho dì Tám á, cho bác có tiền mới lo cho nhỏ sửa trong dì Tám cũng cho mấy đợt rồi đó, cũng mấy triệu á, chứ đừng cho mấy đợt rồi. Đừng có cho hai chồng ổng nữa, tại vì con vợ ổng cái gì nhỏ à, em ruột của em á, nó không biết xài tiền thì không biết có ổng 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 biết xài tiền rành lắm. Có mấy đợt có mấy mạnh quân nó cho ông tiền á, là mấy triệu á, bỏ túm đi mấy đêm mới về không à, đi nào hết tiền cũng về à. Ông đi đâu em? Ông đi nhậu á, ông nhậu đi chơi ở chỗ kia á. Ông đi chơi, có nghe cái chú vậy nãy đó nói cho tiền ổng đừng cho tiền nhiều. Cho vài chục ngàn được chứ cho vài trăm ổng đi chơi đi nhậu chơi hả, ổng nó không có xài. Em muốn khuyên ổng mới bán cái số này kia mới giờ. À, theo ổng thì bán cái số được đó. Em muốn khổ rồi, em muốn mấy số thiếu người ta. Rồi em muốn bây giờ bán thì em muốn là em muốn đứng ra em lãnh giùm cho. Rồi em lãnh rồi bán ở chiều á đưa tiền em mà em lên mấy số đưa ổng lại. Rồi ổng không chịu bán. Ổng làm biến á. Rồi ổng mất ổng thích đi mặn. Có đi mặn gì đâu. Rồi quay qua nói hồi á ổng nói bạn bè khách hứa lại tối ngày không thời gian đi bán. Ổng nói gì đó. Rồi phiên hoài không được thôi mình biết sao giờ. Đúng rồi. Mà cũng khổ cho con bé Quyền á, bé Hiền nữa ha. Dạ. Bé Hiền thì làm giấy rồi hết rồi vài bữa xong rồi bên huyện nó cho hai về mình cũng đưa đi vô trong trại cho uống thuốc cho dưỡng rồi. Ừ. Rồi thời gian á bớt bệnh mình về nước về. Dạ. Thấy ai không? Thì đưa đi vô trại đó là cho khỏe. Dạ. Khi trị về nó bớt nữa. Nhiều Út mình bệnh mà đúng suy nghĩ rồi mình nói mình chưa lo em Út mình được cái gì, con cái mình được gì, nhà không có chưa có cái nhà cửa ở mình chết rồi vợ con mình sao rồi mấy à. Em ở nhậu ở còn quậy gì đó. Nhiều suy nghĩ buồn á. Buồn ha. Theo bây giờ anh ước có cái gì? Trước mắt em nếu mà em ước mạnh cũng có giúp đỡ vợ chồng em được em mang ơn nhiều, em ước được cái mấy nhà tranh thôi cũng được cho mấy con sao phải ở. Nhìn cắt tiền chế cũng được. Dạ. Không? Bây giờ mình có miếng đất rồi ha. Dạ, mẹ bà cho cái nền này mấy năm rồi. Mà miếng đất nó nằm ở đó đó ha. Dạ, nằm đóng đó ha. Dạ. À, mà mình chưa có tiền để cắt. Dạ. Cho mấy năm nay mà mình bệnh hoài, ông mằng vô ra tiền. Rồi em cứ mượn tiền thuốc men, rồi mấy đứa em mới quậy cho nó nhậu á. Dạ. Cũng như mẹ mắc rồi, nó buồn, nó nhậu rồi. Nó cứ ra, đâm đầu ra xe ta đó, làm mạng ta. Ừ. Ban đêm ban hôm thì ta trông nhẹ cái ta bỏ đi rồi đâu biết đâu rồi kiếm mình không à, mình chạy lên chạy xuống ở mình nên mình với Dượng Tám thôi chứ đâu ai đâu. Có gì là người ta biết mình, ta kêu mình không à? Dạ, kêu con với kêu em với Dượng Tám không à. Mà Dượng Tám ông bằng mình Dương gì có gì ông điện gì đây ông hỏi mà chứ này sao này kia. Nói, ừ lo nó vừa bớt bệnh rồi quay qua bữa sau gặp nó nhậu có chữ nữa à. Tối anh nằm anh suy nghĩ mình có mấy đứa em gì thấy cũng buồn ha. Dạ không buồn lắm anh nhầm hy á sao không biết rồi sao nói em mình sao mà mình bỏ bơ vô mình không lo lắng nó được. Ừ. Tại vì lúc á em muốn có mượn tiền ta em muốn cắt cái nhà cho nó ở. Ừ. Cắt rồi á rồi cái nó từ khi á nhậu nhẹt rồi chúng số luôn mấy chục triệu chúng mấy tờ á. Ừ. Rồi kêu nó gửi về Tám không gửi cho nên nó kêu gửi sợ mình lấy nó chữ xe đụng rồi chết rồi kia đi. Ừ. Rồi vài bữa sau mất tiêu rồi quay qua cái về dở cái nhà bán nó liền có mấy trăm ngàn mà tắt cái tiền tôn với tiền thợ là mười hai mấy triệu dở bán có mấy trăm ngàn thằng ơi. Cái dở bán xong rồi mới ra đầu cầu ngồi ảo mới xin là con bé ngồi đầu cầu á ha. Ừ, hai đứa đó đó. Thằng trai thằng gái với con gái dở bán nó liền rồi mới ra quèo cậu sống dở con bán như chay hả. Dạ. Chứ Út nó có cái nhà chứ không phải không có cái chè hết mình luôn đó chờ nó lên cơn nó mới dở chứ nhở. Không, dở rồi về mình la nó đòi quýnh đòi đâm với dao đâm vậy kia rồi mấy chưởng ấp rồi chưởng ấp rồi la nó cũng đòi đâm chưởng ấp thì chưởng ấp bỏ luôn. Không cái này thì mấy cái người này thì cũng tinh thần không có ổn định mình cũng không trách người ta được. Dạ. Có lúc lên cơn này dạ. Kia nữa với con đợt rồi nó nhậu rồi mình nhờ anh Tăng gặp nó nhậu anh Tăng anh chưởng ấp á. Ừ. Mình nói ảnh gặp nó nhậu là gầy tiếp. Ảnh bữa anh gầy ảnh la nó sao nó cầm dao gượt nó đâm ổng mà học chạy té không té đâm trúng ổng rồi. Ừ. Ổng hồi mơ mốt mà làm đừng kêu tao. Sợ rồi ha. Sợ rồi. Chào mà. Gan lấy thùng sữa em để cho tôi lặn cho mẹ đi. Nghe nói là tối ông quậy dữ lắm á. Ông mà cục tay á. Dạ.
cỡ này không có tiền không quậy lắm anh ơi, nếu okay. Không có tiền gì coi mình được được chứ. À mấy chú chưa? À mấy chú mấy cô chứ giờ mình nói không phải nói giờ cũng như người ta âu có phải là ta chờ chờ mình ta thấy mình khổ người ta thương mình phần nào thôi chứ không có... Dạ không. À, màu hả? Hai đứa gái không? Dạ hai đứa gái. Chứ đâu có giúp đỡ mình hoài được. Đúng mình rồi. Giúp đúng mình rồi. Thời gian mình có vốn mình bằng ăn mình tự dương lên cũng như người ta giúp mình cái thằng câu là mình kiếm mấy thôi chứ đâu có ai giúp ông hoài cái ẩm sống ỷ ỷ ta lại quay với cho tiền hoài cho tiền không ý. Làm phiên bán số hay phiên làm chứ không làm phiên thì bán nó dẫn vợ đi nắng nồi bệnh về lo ông nói hay lắm. Ừ, kêu ông nói vụ bán hồi không thôi ở về bữa ông đi lấy tiền với dịch mà tiền nó có ông nói gì chứ có ở đâu mà lấy ông cục tay hả thì vậy hả có đứa con làm ngân hàng luôn hả mà bỏ ông hả hỏi thử với bà tại ông quậy như vậy chị xuất bên nhà này chị dâu của chị cũng làm cho ngân hàng nói là ông này còn có không gì chứ cắt gắt á. Cắt tiền đi ông. Cắt tiền túi nè. Như. Quậy là mấy chú đưa lên cố ở luôn. Chứ giờ em bệnh hoài cũng tội nghiệp hai đứa nhỏ nè. Tại vì chưa có mình sống ba mấy tuổi mà chưa có lo cho vợ con được cái nhà hay là lo con cái đầy đủ này kia. Nhà mấy mấy này học thiếu tiền học rồi mấy bà chị cũng cho tiền. Mẹ cũng bù tiền vô cũng đóng cho nó. Cơm nước rồi mẹ nấu cho ăn không à.